càng niệm Phật lực gia trì càng khỏe. Cũng như là vợ chú Phát, với chú Phát ông nói một tuần nay ông lo, ông chạy suốt ngày, ông làm mà ông không mệt, cổ quên ăn luôn cũng không mệt. Còn hỏi không biết lý do vì sao vậy thầy? Chúng tôi nói có Phật lực gia trì. Mình niệm Phật mình phải thấy có Phật lực gia trì, niệm Bồ Tát phải có Bồ Tát gia trì, niệm Đại Bi phải có Đại Bi gia trì, Bồ Tát Thiên Thủ gia trì, phải tin điều này. Có, cổ làm suốt ngày cũng không mệt. Lý do gì vậy? Có Phật lực gia trì với cái niềm vui á, nó đánh tan hết cái cơn mệt. Để đi, hay ở chỗ đó. À, cho nên thành ra Tổ Hồng Quang mới nói là cái người mà mở đạo tràng niệm Phật, hướng dẫn gia đình mình niệm Phật, chỉ người khác niệm Phật, nói cho họ tin niệm Phật thì còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Thượng tọa chủ trì ở đây mà ông mở được đạo tràng niệm Phật, mỗi chủ nhật hoặc hàng đêm mà niệm Phật, cái chùa này xây lên không mấy chốc đâu. Chúng tôi nói thật, chúng tôi năm 2007 không có gạo nấu, không có tiền mua bình ga, mà nghỉ nuôi chỉ bốn bà già chứ không có tiền nuôi. Với thêm ông cụ chúng tôi lên là 5 người, với chúng tôi là 6 người. Thế mà 2013-2014 là 800 bà già, mỗi tháng mỗi tỷ, một tháng một tỷ chi dùng vẫn không thiếu. Ồ, lạ kỳ. Thâm tín A-di-đà Phật là giai số mãn. Hồi nãy Thượng Tọa nói tin tưởng Đức Phật Di-đà là Đức Phật cho cái công đức danh hiệu bất khả tư nghi mà. Tôi thực sự chúng tôi tin điều này. Mà chúng tôi thích đến những cái chùa nghèo nghèo chuẩn bị xây dựng á, niệm Phật thấy phát rồi mới thấy giá trị. Cho nên nãy ngồi nói chuyện với Thượng Tọa, ngài kêu là đó, miếng đất Bình Hồng đó, mua xong mới năm dịch bệnh mà thầy mua 1 tỷ mấy đó, 1 tỷ mốt đó, thì cả một miếng đất bên đó bây giờ xây một cái niệm Phật đường. Xây cái niệm Phật đường bên đó, trước là quý vị về đây cư tu đi ha. Rồi sau đó Thượng Tọa sẽ xây một cái niệm Phật đường bên đó, cho thành một cái giảng đường, một cái chỗ quý vị niệm Phật. À, tâm nguyện của Thượng Tọa là như thế. Mà chúng tôi nói là cái chỗ nào mà xây niệm Phật đường là chúng tôi phát tâm, chúng tôi ủng hộ, chúng tôi khuyên mọi người ủng hộ. Biết trưởng giả cấp cô độc thời Đức Phật còn tại thế, ông thấy Đức Phật ông quý kính quá, ông muốn mua một cái vườn để xây một cái tinh xá. À, thì ông đi tìm khắp nơi, ông thấy một cái vườn ông Kỳ Đà quá đẹp. Cái Kỳ Đà, vườn ông Kỳ Đà là mát mẻ sông núi, mà chúng tôi qua bên đó rồi, bên Ấn Độ rồi. Thì ông tới ông nói ông Kỳ Đà là ông bán cho tôi cái vườn đi ông Kỳ Đà. Thì ông trưởng giả cấp cô độc này ông quá giàu, mà sở dĩ ông giàu là ông cứ cung cấp cho những người cô độc nghèo khổ, vì ông chuyên môn đi cúng chùa vậy mà ông giàu. Ô ngộ. Cái ông giàu lên xong rồi ông Kỳ Đà ông nói chơi thôi. Ông Kỳ Đà ông nói bây giờ ông lấy vàng ông trải hết mấy mẫu đất này đi thì tôi bán cho ông, còn không có vàng là đừng có bán. Ông ra cái giá ông nói vậy để cho khỏi mua mà, vàng trải hết đâu phải ít. Thì cuối cùng cái ông về ông xúc mấy kho vàng gần đó, vàng ông nhiều lắm. Ông xúc mấy kho vàng ông lớn, ông đến ông mang đến ông Kỳ Đà ông nói ê tôi nói chơi mà. Ông kêu mình là thái tử đừng nói chơi. Đừng nói chơi. Tôi làm thiệt. Ông đã nói ra một lời rồi ông làm như vậy là cái lời ông nuốt lời thì làm sao mà ông là thái tử mà ông nói chơi được. Ông lấy vàng rất hết luôn cái vườn luôn. Kỳ viên tỉnh xá lọt hết luôn. Ông Kỳ Đà ông nói bây giờ cái vườn ông lót hết thì tôi bán cho ông, bây giờ cái cây của tôi thì sao đây. Thì cuối cùng ông kêu thôi tôi thấy cái tâm ông như vậy thôi tôi cúng dường cả cây, cái cây đó là của tôi á, là tôi cúng dường cho Phật luôn. Cho nên là Kỳ Thọ cấp cô độc viên không, Kỳ Thọ là vườn của ông Kỳ Đà, cái vườn cây á, Thọ là cái cây phải không, Kỳ Thọ hai chữ này, Thọ là cái cây đúng không ạ, là cái cây của ông Kỳ Đà cấp cô độc viên, tức là cái vườn của ông cấp cô độc, mà cái cây thì của ông Kỳ Đà. Cả một cái tinh xá Đức Phật thuyết pháp hai ông. Thì cái lúc mà ông trưởng giả cấp cô độc ông vừa khởi niệm lên để ông mua đất xong ông xây tinh xá, thì ngài Xá Lợi Phất tới đó, Đức Phật coi như sao ngài sai ngài Xá Lợi Phất đến đó. Bởi vì ông tới ông kêu mua được cái vườn ông cúng dường để xây tinh xá, thì Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất đến đó để xây dựng. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài dùng thần thông ngài nói ông cấp cô độc ông vừa khởi niệm bắt đầu ông xây tịnh xá, thì trên cung trời có một cái cung điện đẹp gấp trăm nghìn lần trên cõi trời để dành sẵn cho ông. Thì ông cấp trưởng giả cấp cô độc ông chưa có thần thông ông đâu có tin, thì ngài Xá Lợi Phất dùng thần thông cho ông lên thấy luôn. Ông vừa khởi niệm muốn xây một cái là bắt đầu xây, là bắt đầu ở trên cung trời có cung điện cho ông liền, cái nhân quả kinh khủng vậy đó. Thì dùng thần thông cho ông thấy cung điện của ông càng phấn khởi ông xây cái kỳ viên tịnh xá. Đức Phật thiết bộ kinh A Di Đà nơi kỳ viên tịnh xá. Thế tin nhân quả không? Bây giờ thầy trụ trì ở đây ông phát tâm ông xây cái niệm Phật đường nha, xây trước cái niệm Phật đường và cái giảng đường trong đó để cho đại chúng về niệm Phật. Trong này mình không có đồng nào hết, mình tùy hỷ công đức. Công đức nó có những loại công đức nè, tùy hỷ công đức.
tới đây niệm Phật để cầu nguyện cho Thầy, để gọi là tỳ hỷ công đức. Mà mình vừa có công đức niệm Phật, mà mình vừa tỳ hỷ công đức của Thượng Tọa trụ trì ông Say. Rồi có những người họ phát tâm tài thí, họ dùng cái tài thí, rồi tùy hỷ thí, rồi tâm thí. Tâm thí nghĩa là mình muốn cúng dường, mà bây giờ trong tâm mình muốn cúng dường mà không có tiền, mình nguyện làm sao có tiền để mình cúng, gọi là tâm thí. Mà khi tâm thí phát khởi thì tài thí theo đó luôn. Hay ngay chỗ này, ở trước chúng tôi làm gì mà có tiền, bây giờ nuôi đại chúng, một tháng 80 triệu phóng sanh, dòng hiện tại bây giờ cũng 500 triệu một tháng nuôi chúng, mà chứ không có bình ga. Có phải là thâm tính A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho? Cho đó là vừa tự lực của mình niệm Phật làm phước, vừa Phật lực gia trì. Hai cái lực này hỗ tương với nhau là không có sự việc gì không thành công. Thấy không? Đúng không? Cho nên thành ra làm một phước báu không có hết đâu, chỉ có mình xài mới hết thôi. Mình xài phung phí mới hết thôi, chứ làm phước là không bao giờ hết. Đó là cái con mắt của Phật Bồ Tát Thánh Hiền nói như thế rồi. Cho nên là chúng tôi vẫn tin tưởng pháp môn niệm Phật. Nếu Thượng Tọa trụ trì mà duy trì mỗi chủ nhật mà niệm Phật, thì cái niệm Phật đường này, giảng đường này không bao lâu là xong đâu. Bởi vì khi mà cái người mà niệm Phật tiễn đưa người về với Phật, thì Đức Phật A Di Đà dùng thần lực để mà soi chiếu đến đó, rồi long thần hộ pháp đến gia hộ, thì cơ sở hạ tầng không mấy chốc mà lên. Riêng chúng tôi nói vậy sao chùa chúng tôi vẫn là chùa tên, phải không? Bởi vì chúng tôi chưa muốn xây, cái xây là có liền, Phật A Di Đà cho ngay. Nhưng mà nói mà tính về cái tiền phóng sanh, in kinh là mấy này nè, nếu mà chúng tôi mà làm cách đây 2-3 năm thì chắc cũng làm được 4-5 cái chùa đó. Thiệt á. Mà thích làm pháp thí trước, thích dân nghèo trước, thích nuôi các cụ, thích xây nhà dưỡng lão trước đã. Nhưng mà riêng Thượng Tọa cái thế là phải xây giảng đường trước cho quý vị niệm Phật, thì bước đầu quý vị về đây chịu khó niệm Phật đi, phải không ạ? Để hỗ trợ, mình không có tiền thì mình hỗ trợ niệm Phật, đúng không ạ? Rồi mình có xuất hiện cái tâm thí. Hôm nay quý vị mà suy nghĩ được điều này là thật sự cái may mắn của quý vị lớn. Chúng tôi chỉ nói vậy thôi chứ cũng không phải kêu gọi gì đâu. Bản thân chúng tôi là thường không kêu gọi. Bởi vì trong mạng mình có thì không kêu gọi họ cũng tới cúng. Mà trong mạng mình không có rồi thì năn nỉ kiểu gì họ cũng không cúng. Họ có cúng lần họ đi mất tiêu. Hướng dẫn cho họ tu đi, họ an lạc, họ có pháp hỷ rồi, họ cúng xài không hết. Thực sự cái đây là cái đường lối chúng tôi thấy của Hòa Thượng Tịnh Không tỏa quang. Đi cái lối đi này, hướng dẫn cho họ tu, lo lắng cho họ như cha mẹ mình, giống như người khách quý đi. Rồi tự nhiên họ tu tập, họ có phước, họ mang về mình xài không hết. Cho nên Thượng Tọa chủ trì đồng ý để mỗi chủ nhật, quý vị giơ tay cho Thượng Tọa thấy lại nè, giơ lên cao coi. Đó. Rồi, vậy là coi như chúng tôi mãn nguyện rồi đó.